Welcome back my channel. Mình là Emro đây và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lúc này là vừa lướt Facebook và lướt Twitter một chút thì mình thấy có một thông tin khá là hay ở trong cái mùa tới, đó là Telegram đang thảo luận về update trong mùa tới. Chúng ta cùng xem. Thì mình có đọc qua có hai cái chủ đề mà có hai cái điều mà trong bản update bản season 3 họ sẽ nhắc đến, đó là thảo luận ngày hôm nay, đó là chính là cái việc mà rework Executioner. Thì rework Executioner đó là như nào? Nó sẽ tăng damage increase a lot, tức là tăng dam một chút này. Thứ hai là cái vùng rộng bị giảm đi một chút, và thứ hai là speed thì cũng giảm đi một chút, và máu thì cũng bị giảm đi một chút. Họ nói rằng là, ở đây mình có dịch cho các bạn xem, đó là trong cái thời điểm hiện tại thì tỷ lệ thắng của Executioner là khá là thấp, bởi vì các bạn có thể thấy là cái lượng người sử dụng Executioner trong cái thời điểm hiện tại khá là thấp, và tỷ lệ win của Executioner cũng rất thấp. Vì vậy là trong cái thời điểm mình không hiểu vì sao mà họ phải đến cái mùa trước họ không update, họ không cân bằng lại con Executioner, nhưng mà mùa này họ lại cân bằng lại Executioner, thì mấy mùa sau thì họ mới có quyết định là cân bằng lại nó. Thực sự là mình thấy là Executioner đã bị phế khá là lâu rồi. Họ nói rằng là Executioner have a lag behind in win and US về tỷ lệ sử dụng của người dùng, cũng như là tỷ lệ thắng của nó khá là thấp. Vì vậy là nó thảo luận để rework lại Executioner trong mùa tới. Và mình có một điều nữa mình không hiểu, tại sao là con Royal Giant thì cũng không bị rework lại, quá mạnh, quá bá đạo. Nhưng mà thực ra là Royal Giant ở trong cái mùa trước nó cũng cũng nằm trong meta, nhưng mà thực ra là không nhiều người sử dụng được Royal Giant, mà chủ yếu là những cái deck mà kiểu chúng ta có nhớ là cái deck Chief Feta với lại Minor Poison rất là bá đạo. Nhưng hiện tại thì Banshee đã bị nép rồi, thì vậy là mình lại nghĩ là mùa này cũng không còn nhiều deck sử dụng Banshee đâu. Máu của Executioner hiện tại hơi cao, vùng đam thì rộng, và đặc biệt là khả năng kiểm soát không gian của Executioner khiến cho anh ta có nhiều điểm yếu. Và hiện tại thì anh ta trùng lập với lại Wizard rất nhiều. Thực ra mình thấy là so với Executioner với Wizard thì ở thời điểm hiện tại Wizard nó tuyệt vời hơn so với lại Executioner. Tuy nhiên Executioner có một cái điểm đó là máu nó cao hơn một chút thôi. Nó cao hơn một chút khi mà một Lightning thì nó không chết, một Fireball, một Zap nó cũng không chết, nhưng mà đối với lại Kitchener thì lại chết, đối với Wizard thì lại chết. Tuy nhiên thì cái khả năng mà tỷ lệ thắng lại cũng cao. Còn một cái điểm nữa đó là Fisherman sẽ đánh được quân trên không. Hiện tại deck Fisherman thì khá là ít người dùng, nó rất khó để có thể nhét được vào deck nào đấy, nó rất khó, tại vì con này có một đặc điểm khá là đặc biệt, đó là mình thấy là cái khả năng của nó rất là đặc biệt, đó là có khả năng kéo các con tanh, nó thay thế được Tornado. Vì vậy là trong cái mùa tới thì mình nghĩ là khi mà nó đánh được các cái quân ở trên không thì mình nghĩ là nó sẽ thay thế được Tornado thôi. Nếu như thế này thì được quá bá đạo. Ở trong cái mùa tiếp theo, mùa season 3. Nhưng mà đây chỉ là thảo luận thôi, và họ cũng chưa biết là họ sẽ cân bằng như thế nào trong mùa tới. Nhưng mà chắc chắn là Executioner chắc chắn là sẽ sẽ được phải rework lại, vì tỷ lệ của nó quá thấp. Ok, một điều nữa là mình muốn nói các bạn ở đây, đó chính là cái clip về Jason Masako mình đã upload ở trên kênh của anh Tali rồi. Vì vậy là nếu các bạn muốn xem thì các bạn có thể truy cập, mình có để link ở phía phần mô tả, thì các bạn thưởng thức những cái trận đấu gọi là đỉnh cao của Jason. Và trong cái video tiếp theo của trên kênh của mình thì mình sẽ giải thích tại sao kênh của mình hiện tại đang có một vấn đề mà mình đã nói ở cái clip trước, và mình sẽ giải thích kẽ và cái giải pháp của mình trong thời gian tới sẽ là như nào. Ok, và xin chào, hẹn gặp lại. Nhớ là các bạn muốn xem được cái clip mới nhất là Cycle của Jason thì các bạn có thể truy cập ở trong kênh của anh Tali. Hiện tại thì mình quản lý cả hai kênh này. Đây, Hot Cycle đây. Đây là clip của Jason mình vừa upload cách đây 4 giờ. Ok, xin chào, hẹn gặp lại. Bye.